Biên niên phố 198X, truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Anh Vũ. Hà Nội mấy hôm nay gió buốt thấu xương. Buổi sớm những năm 198X là một màu xám bạc. Quầng trời mây xám lan xuống phố, xám chập trùng mái ngói, xám lòa nhòa những mảng tường rêu, xám chịu những vai áo bạc đạp xe đi làm. Trên ghi đông xe lọc dọc đeo tòn ten cái cặp lồng xám cũ. Bên trong chỉ cơm hạt cứng, hạt nhão, gạo đỏ trộn tấm, bắp cải luộc và nước mắm phân phối. Đạp xe đến đầu phố là cặp lồng cơm đã lạnh như trời. Hôm nay là thứ năm, lũ trẻ cấp 1 được nghỉ học. Nó cuộn mình trong cái chăn bông cũ, ngái ngủ nhìn phố qua ô cửa kính cũ mờ. Vậy mà sáng sớm bà nội bảo, hôm nay thực phẩm về, thế nào cũng có miếng bì to, bà làm nem chảo thính. Thằng Quân đi kiếm nắm lá sung với lá lộc vừng. Nghe đã nhỏ dãi ra rồi, thế là nó nhảy tàu điện lên hồ. Ngay chân tháp bút có cây sung, ngay gần đấy có cây lộc vừng nhiều gốc xà ra mặt nước, và hái về một mớ mà cả phố ăn nem 7 ngày không hết. Còn đĩa nem chảo của bà thì bằng bàn tay. Bà là gái phố cổ khéo tay, hàng ngày ngồi theo hàng xuất khẩu Liên Xô và làm món gì thì một rúm cũng phải đủ và đúng vị. Bì tẩy sạch, luộc xong, ngâm nước lạnh, trắng và trong veo. Bà lạng mỏng miếng bì làm 3 lớp. 2 lớp bì ngoài thái sợi mỏng như sợi miến, lớp trong dính mỡ thái rối hạt lựu, hạt lạc. Gạo nếp rang vàng ruộm tận ruột, rồi ủ vào gói giấy báo cho giòn đều. Thằng bé hóng nhất đoạn này vì thỉnh thoảng chào giang nổ đánh pép, một vài em thóc bung trắng thành hạt bỏng. Cho cháu, cả buổi cũng được 20 hạt. Bà thừa biết nó thích nên chẳng nhặt thóc trước bao giờ. Bà dã thính bằng cái cối nhỡ, nhà đói meo đói mốc mà có hẳn 3 cái cối sành cối đá. Cối to giã cua, cối bé tí giã tỏi, cối nhỡ hay giã lạc, giã thính thì phải. Thính giã tay ngon vô cùng, đa phần mịn mướt, làm tơi bông từng sợi bì, làm những hạt mỡ thái rối ngậy lên như tan chảy trong miệng. Và thính hạt thì lật giật, nhai rất thơm giòn và vui tai. Đĩa nem lên xong, lá chanh mới là kỳ diệu. Lau khô, tuốt gân và thái dài mỏng như tóc, rắc lên đĩa nem như một đám sương mờ. Đĩa nem chảo thời bao cấp như một kiệt tác kỳ công. Bà vừa tra thêm muối vào nồi thịt kho nâu ruộm nước hàng, vừa than, thế này thì quá mặn, nhưng thế mới để ăn được mấy ngày. Vừa độ thì mới ngon biết chưa, mấy đứa. Cháu mời bà nội, cháu mời bà ngoại xơi cơm, con mời bố mẹ xơi cơm, anh mời em xơi cơm. Bố bảo ăn đi. Bà ngoại rót cho bố chén rượu loàng loàng thuốc bắc ra, thì đĩa nem đã gần như tan hội. Hồi ấy nó có niềm tự hào là có cả bà nội và bà ngoại ở chung nhà. Hai bà lo cơm nước chăm sóc anh em bọn nó, cho bố mẹ yên tâm đi làm. Nó không bao giờ quên được những chiều ngắm hai bà ngồi bên cửa sổ nắng chải tóc, vấn tóc cho nhau. Đẹp lắm. Thật ra bà nội không phải là bà nội thật, mà là em út của bà nội thật. Bà nội thật mất rất sớm, ông nội bỏ Pháp theo kháng chiến. Bà nội lúc ấy cũng chỉ 16-17, thương đàn cháu lêu hêu, mang hết về nuôi. Rồi các ông bà họ hàng trong nhà khác cũng theo kháng chiến, con cái lại đến tay bà hết. Nghe nói lúc đông nhất bà nuôi hơn 20 người. Bà cứ ở vậy thôi, không lấy chồng. Và người ở với bà lâu nhất là bố. Từ bé, hai anh em nó vẫn nghĩ bà là bà nội, gọi là bà nội. Ngày dỗ bà nội thật, bà nội làm cơm cúng rồi chỉ lên bàn thờ. Bà nội thật của các cháu kia kìa, vái lạy bà nội đi. Người dạy bọn nó gọi bà nội như vậy, lại là bà ngoại. Bà ngoại là con gái đầu lòng trong nhà dòng dõi ở Thái Bình. Cụ tổ từ quan về mở trường mấy đời dạy học. Bà thuộc rất nhiều thơ hay, vốn hiểu về lịch sử và văn hóa rất dày.
Bà kể một chuyện lịch sử thì luôn kể kèm nhiều, nhưng sách này thì lại nói, cụ nọ lại kể rằng, hấp dẫn và đa chiều vô cùng. Bà hát chèo tuyệt hay và say chèo điếu đổ. Hồi con gái, tí nữa thì bỏ nhà theo gánh chèo. Bà kể, bà thích vào vai Châu Long trong Lưu Bình Dương Lễ. Đấy, vấn tóc trần, áo cánh phin nõn trắng, quần lĩnh đen nhánh như cô Duyên bao giờ cho đến tháng 10 ấy. Nó lên cấp 2 thì bà ngoại mất. Không nhớ lớp 7 hay lớp 8 học kiều của Nguyễn Du. Cô giáo bảo, ai thuộc mấy câu kiều nào không? Nó thấy hình như mình thuộc, đứng dậy đọc liền mấy trang. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Tự nhiên, nước mắt cứ chảy ra, lã chã. Cả lớp lẫn cô giáo cũng rưng rưng theo. Chắc xúc động bởi kiều, chứ đâu biết lòng nó đang nhớ bà ngoại, nhớ vô cùng. Bà đã ru nó lớn lên bằng kiều, bằng những điệu chèo, bằng những pho sử lồng lộng đa màu đến thế. Thương lắm, cuộc đời một người con gái đẹp lại nhiều mộng lớn, chuyên truyền vô cùng. Khi bà ngoại đang thì con gái, thì khởi nghĩa Thái Bình những năm 30. Ông Trần Đệ rủ bà đi làm cách mạng. Thế là đi. Hai người không biết có tình ý gì với nhau không, mà cùng lấy bí danh hoạt động là Giang Hồ. Đi làm cách mạng mà chàng Giang nàng Hồ, nghe quá ư phiêu lưu và lãng mạn. Nhưng đời không đẹp mãi như mơ. Sau đó hai người không đến được với nhau. Bà gá nghĩa với ông ngoại và sinh ra mẹ và dì nó. Rồi ông ngoại lại bỏ đi theo một người đàn bà khác. Rồi nháo nhào cải cách, nhà vào diện có của nhiều ruộng, trói cột tất. Đấu tố mấy ngày đêm trời đất mịt mờ. Hết roi vọt nhà tù Pháp, lại đến đòn thù làng quê xóm mạc. Từ đấy, bà vẫn tóc bằng khăn trắng, như là khăn tang. Không biết là để tang cho một cuộc vợ chồng, hay cho ai, hay cho điều gì. Nhiều chuyện xưa của bà ngoại là do ông Trần Đệ kể. Về sau, bố mẹ nó vẫn đưa cả gia đình đến nhà ông ở phố Trần Hưng Đạo chơi. Bố mẹ vẫn gọi ông là ba, ông thì gọi bố mẹ nó là các con. Ngày cuối tuần, bố mẹ cho nó theo tới thăm ông. Ông bày bộ ấm chén ra hiên ngôi biệt thự cổ, pha ấm trà lớn, đặt cạnh đĩa mứt hạt sen và kể chuyện.